Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục giới thiệu anh em đến 5 con âm ni Pioneer và 3 đôi loa JBL và 1 đôi loa của Sonic các bác nhá. Thì đầu tiên thì Tuyến sẽ giới thiệu luôn đến anh em một con âm ni Pioneer. Con này có model là SX780. Đó. Con này thì tình trạng là hàng bên Mỹ về bị mất hết núm các bác nhá. Em không biết làm sao là bị mất hết núm nên là hôm nay là con này là em thanh lý. Mặt mũi là rất là đẹp đấy, duy nhất chỉ còn một cái núm radio đó, còn mặt mũi rất là đẹp. Mà con này thì zin tuyệt đối nhé, con này thì đánh 2 STK lớn cho công suất lên đến 118W các bác nhá. Đó, các bác nhìn tụ nọc rất là to và biến áp rất là gấu đó. Máy móc thì đẹp keng luôn, bên này là toàn bộ hàng nguyên bụi là em chưa vệ sinh nhá. Cái chỗ này là cái băng dính của các bác nhá, đây là cái băng dính em chưa lau đấy. Hàng em vừa khui, em mở ra là em quay em cho các bác xem. Đây, các bác xem nhé, đánh hai cầu A và B. Tình trạng là đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đó. Con này là lợi thế là đa cầu điện các bác ạ. Con này là đa cầu điện 118W. Đây các bác có thể, nguyên bản nó là điện, hàng Mỹ nó là 120V. Thì các bác có thể là đảo điện thành 220 tùy các bác nhé. Đó, thì tình trạng là đẹp xuất sắc, em bao zin hoạt động hoàn hảo, nhưng mà duy nhất là chỉ bị thiếu núm nên là hôm nay này em thanh lý con này cho các bác với giá 4.500.000 đồng nhé, để cho các bác về tự kiếm núm nhé. Đó, các bác nào không cầu kỳ hay là có thể kiếm được núm thì các bác về tự kiếm núm để các bác nắp vào các bác chơi. Còn em vẫn bao zin bao hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Đó, bao zin bao đỡ hoạt động hoàn hảo, không bị nỗi nằm gì ngoài bị mất cái núm. Em thanh lý cho các bác 4.500.000 đồng. Và tiếp theo em lại giới thiệu các bác đến một model cũng là quả Pioneer. Con này là có model SX680, con kia 70 thì con này là 680 các bác nhé. Con này thì đầy đủ núm mà bao zin bao đẹp luôn cho các bác nhé. Bởi vì cái mặt này là em chưa có lau chùi gì nên là nó hơi bẩn thôi, toàn bộ là hàng bẩn. Đấy, thì con này cũng là đánh 2 STK lớn cho công suất lên đến 95W các bác nhé, 95W. Con này thể hiện chơi tốt những dòng loa cổ mà những dòng bass 30 vô tư thoải mái các bác nhé. Con này chất âm thì rất là hay. Đài FM thì là full 108 các bác nhé, full 108 luôn này. Đó, toàn bộ này là bẩn nhé, bẩn là em chưa có lau chùi gì, em chưa vệ sinh bất kể một chỗ nào. Đây này các bác nhìn còn nguyên bụi về đây. Đấy, em chưa có lau chùi gì. Đó, đây các bác nhìn nhé. Con này là đánh từ 4 cho đến 18 ohm, giá hàng Mỹ, điện 120V nhé. Đó, 120V, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó, thì em để con âm ni này, tình trạng đẹp xuất sắc, zin đẹp hoàn hảo này, em để cho các bác với giá 5.500.000 đồng con âm ni 680 này. Pioneer SX680 em để cho các bác 5.500.000 đồng. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con âm ni đài, cũng là quả Kenwood. Con này có model là KR850 nhé. Ở đây thì toàn bộ đây là nó bẩn nên em sẽ vệ sinh cho các bác sau, lau chùi sau nhé. Đó, con này là toàn bộ bên kia là bẩn, còn đây nó có cái dàn nháy tia ở này. Con này dòng receiver thì con này công suất là 180W, đánh từ 4 cho đến 16 ohm và công suất ran loa là 75W một kênh các bác nhé. Công suất rất là lớn mà nó thể hiện tốt những dòng loa đồ có độ nhạy từ 86 đến 105 decibel. Đó, thì con này là 180W, đánh 4 sò săn ken này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, 4 sò săn ken, hai tụ nọc nguồn rất lớn và một biến áp rất to. Đó, con này là đài FM 108 này nhé các bác nhé, đài FM 108, dòng âm ni đài. Con này ra đời từ năm 1982 các bác nhé, dòng này ra đời năm 1982, đánh hai cầu A và B. Đó, lau nớt đầy đủ các bác nhé, hai cầu A và B. Đấy, đây này các bác nhìn lau nớt đầy đủ này. Đó, lau con này thì chất âm rất là hay, bởi vì nó thể hiện những dòng loa từ độ nhạy từ 86 đến 105 decibel. Đấy, thì con này tình trạng đẹp xuất sắc, em để cho các bác với giá là 4.500.000 đồng con âm ni KR850 này các bác nhá. Âm ni Kenwood KR850. Đấy, đít đáy luôn, đẹp, rất là đẹp luôn, hàng Mỹ, điện 120V. Đó, điện 120V. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con
Nico. Dòng Nico, dòng một dòng âm ni cổ của Nico. Con này cũng là hàng Mỹ về các bác nhá. Con này thì là dòng suất âm tụ, công suất là 100W các bác nhá. 100W là dòng suất âm tụ đánh 4 sò ngược. Dòng suất âm tụ thì luôn luôn là đánh sò ngược các bác nhá. Hoặc là hàng Mỹ, một số hàng Mỹ thì là đánh 4 con thuận. Còn lại là 4 con xuôi. Còn hàng Nhật thì thường thường là đánh 4 con ngược. Đó. Con này là full đài FM108 công suất 100W, đánh 2 cầu A và B cho công suất 100W này. Tình trạng là đẹp xuất sắc luôn nhé. Cái này là em chưa lau chùi mặt mũi nên là nó hơi bẩn. Em tháo ra em quay luôn cho các bác nên là em chưa vệ sinh. Con này nếu mà nói về chất âm thì rất là hay. Các bác cứ tham khảo trên Google thì các bác biết là chất âm nó như nào rồi. Đó. Thì tình trạng là đẹp xuất sắc. Em để cho các bác với giá là 3.500.000 đồng các bác nhé. 3.500.000 đồng con âm ni đài này. Đó. Con này có model là 2025, Nico 2025. Một dòng rất là hiếm trên thị trường. Đó, nâu nớt đầy đủ. Cái này là bẩn nhé các bác nhé. Đấy là toàn bộ là bẩn. Và tiếp đến là em giới thiệu các bác một con âm ni cũng dòng receiver của Yamaha. Con này có model là CR800. Đó, con CR800 này thì lại chạy 4 sò sắt các bác nhé. Cho công suất lên đến 220W, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Và đánh hai đôi loa thì các bác đánh loa từ 8, hai đôi loa đều 8 ohm các bác nhé. Bởi vì nó chơi là từ 6 cho đến 16 ohm nên là các bác phải chơi hai đôi loa thì đều phải đều 8 ohm. Đó, công suất của con này lên đến 220W các bác nhé. Đấy. Hàng Mỹ điện 120V. 220W. Đó. Đánh 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Đấy, con này công suất rất là lớn. Thì tình trạng cũng là đẹp xuất sắc luôn, hàng Mỹ về đến bên em này đều là đẹp xuất sắc rồi. Các bác nhìn nhé. Em sẽ vệ sinh cho các bác sau. Còn như nào thì em sẽ vệ sinh tiếp để cho các bác. Đến tay các bác là phải đều là phải hoạt động hoàn hảo mà ngon lành hết. Đấy. Thì con này, con Yamaha CR800 này em để cho các bác với giá là 7 triệu đồng con CR800 này nhé. Đó, 7 triệu đồng. Đây, nâu nớt thì nó lại dùng bằng núm vặn. Đấy. Em để cho các bác với giá là 7 triệu đồng. Thì các bác nào chốt thì alo cho em. Đó. Và tiếp theo này em giới thiệu các bác đến một đôi loa JBL. Con này là có model là A8820 các bác nhé. A820. Con này là sử dụng thùng gỗ nặng rất là đẹp. Đó. Con này các bác chơi gia đình thì quá ok. Và có thể hát nghêu ngao vô tư. Đó. Con này thì nó sở hữu cho mình một bát 20. Đấy. Tình trạng hàng bãi của em là về còn mục gân còn nguyên, em chưa thay gân nhé. Đấy, các bác nào chốt thì em bắt đầu em mới cho đi thay gân. Đấy, con này một chép titan các bác nhé. Một chép đôm titan. Đặc trưng của dòng JBL rồi. Đấy, các bác nhìn này. Chép đôm titan, zin tuyệt đối luôn. Toàn loa bộ loa từ lưới căng rất đẹp xuất sắc luôn. Đó, đấy các bác nhìn một đôi loa của em tuyệt đẹp luôn. Dòng này nó khá là nặng các bác nhé. Em đo luôn chiều cao rộng luôn cho các bác. Đấy, tình trạng là đẹp tuyệt đối, dính đẹp tuyệt đối. Đó, con này thì quả nó là tổng chiều cao của nó. Tổng chiều cao của nó là 50cm các bác nhé. Để cho các bác tiện xem. Và chiều rộng của nó là 27cm. Và tổng chiều sâu của nó là 33,5cm các bác nhé. Đó. Hàng Mỹ. Con này thì thường thường những dòng Mỹ thì không mấy khi là nó đề oát. Đó. Con này nhưng mà con này đánh từ 4 ohm các bác nhé. Đấy. Các bác nhìn này. Đánh từ 4 ohm. Hai loa là trùng seri luôn các bác nhé. Đây, hai loa đều trùng seri này. 473 này. Đều 473 cả hết nhé. Con này là cùng theo cặp của nó nhé. Thùng gỗ nặng tuyệt đẹp luôn. Đó. Cái này là em sẽ lau chùi cho các bác sau. Còn thùng gỗ nặng thì tuyệt đẹp. Thì đôi loa JBL A820 này. Nó rất là nặng các bác nhé. Con này thì rất là nặng. Thì em để cho các bác với giá là 8 triệu đồng con đôi loa A820 này. Đó. Một đôi loa là tuyệt đẹp. A820. Và tiếp theo này em giới thiệu các bác đến một đôi JBL.
Con này thì rất là đẹp rồi. Mà nói thật là các bác mà không gian vừa vừa, các bác có thể kết hợp với lại một đôi loa trầm hát karaoke nữa thì nó là tuyệt vời rồi. Chấm hết rồi, chấm bời thì cực kỳ đẹp luôn. Thì con này có model là SAV 1500 các bác nhé. SAV 1500 sản xuất tại Made in USA nhé. Đánh con này đánh từ 8 ôm. Đấy, con này sở hữu một cái nốt hồng hơi rất là to. Đấy, củ loa của nó trong đây này. Đấy, các bác nhìn củ loa của nó rất là đã luôn. Củ loa nó to bằng miệng loa luôn. Đó. Các bác nhìn nhé. Từ cái cầu của nó làm rất là cao cấp. Những dòng cao cấp này thì nó làm rất là cẩn thận. Đấy, các bác nhìn cái cầu của nó nhìn đã rồi. Nhưng nó không như một số dòng bình dân, dòng này. Con này anh vậy, cầu của nó thì rất là tuyệt vời luôn. Các bác nhìn cái bộ chân cầu của nó đã là thấy là tuyệt vời rồi. Nó đã thể hiện những dòng cao cấp rồi. Thì con này nó sở hữu cho mình 2 bát 14 nhé các bác nhé. 2 bát 14cm. Đó. 2 bát 14 và một chép kèn tai voi nhé. Đó. Các bác nhìn nhé. Loa của em là đẹp xuất sắc luôn. Đó. Đây này. 2 cái bát 14cm. Đấy. Các bác nhìn nó nhé. 14cm này. Đấy. 2 bát 14 và một chiếc kèn tai voi rất là lớn. Toàn bộ loa thì đẹp cáu cạnh luôn. Đấy. Căng lưới thì zin tuyệt đối này. Kèn này. Một chiếc kèn tai voi. Đó, con này thì em sẽ đo tổng chiều cao luôn cho các bác nhé. Để em đậy tạm một cái căng vào đây để cho các bác xem. Thì các bác này nữa, những cái không gian vừa vừa mà các bác có thể kết hợp một cái trầm nữa để hát karaoke. Con này có chiều cao là 53,5 nhé, 53,5. Chiều rộng của nó là 17,5 các bác nhé. Và tổng chiều sâu của nó là 32cm này. Đó, 32cm. Thì đôi SVA 1500 này em để cho các bác với giá 8.500.000 đồng nhé. Đôi này thị trường bán rất là cao nhưng em vẫn bán cho các bác cái giá chỉ có giá rất là một cái giá rất là rẻ để cho các bác chơi những cái đam mê. Con này nếu mà nói về chất âm thì các bác khỏi về bàn đi. Các bác kết hợp với lại một quả loa trầm nữa thì tuyệt vời luôn. Đó, thì em để cho các bác với giá là chỉ có 8.500.000 đồng. Đôi loa JBL SVA này. Đấy, sử dụng kèn tai voi rất là đẹp. Đó. Chắc chắn rẻ tiền hơn một đôi loa bốt, nhưng mà chất âm thì em dám khẳng định có thể là vượt trội hơn rất là nhiều. Đấy. Các bác nhìn, nếu mà các bác hát karaoke đôi này thì nó là mỹ mãn rồi. Một cái phòng không gian nhỏ để trưng bày cũng rất là đẹp. Đó. Và cuối cùng là em giới thiệu các bác đến một đôi loa Sonic. Đôi loa Sonic. Con này là hàng Nhật xuất Mỹ các bác nhé. Dòng mắt cáo. Đó. Thì cái này thì em chưa có dọn dẹp gì. Em cũng chưa vỏ, cũng chưa spa gì. Nên là em về em khui em quay luôn cho các bác. Đấy. Sử dụng bằng mắt cáo. Đó. Em này ra đời để cạnh tranh trực tiếp với lại em Pioneer, quả Pioneer nhá các bác nhá. Đó. Em này ra đời để cạnh tranh với lại loa Pioneer nên là nó cũng sử dụng 5 đường tiếng như dòng Pioneer, thiết kế cũng hao hao giống dòng Pioneer 88A các bác nhá. Đó, cũng một chép kèn và một chung và hai chép giấy đúng như dòng Pioneer. Đó. Các bác nhìn nhé. Đó. Một đôi loa tuyệt đẹp luôn. Sử dụng một bát 30, một chung 16 các bác nhé. Một chung 16 và một chiếc còi và hai chiếc giấy. Rất là đẹp. Đó. Các bác nhìn thùng vách rất là đẹp. Đấy, nguyên bản về rất là đẹp luôn. Thùng vách. Và con này đặc biệt, con này nó có rơ ne để ngắt bảo vệ khi quá tải nhé các bác nhé. Con này là có một rơ ne này. Và đây là cái chỉnh này là chỉnh giải nhé. Chỉnh giải này không dùng nút vặn mà sử dụng bằng nút bấm. Một dòng âm ni, một dòng loa cổ. Đấy, rất là tiện. Chỉnh giải cao thấp. Normal là bình thường. Đó. Tùy mức độ mình chơi. Con này loa Sonic có model là AS331 các bác nhé. AS331 dòng này 70W 8 ohm. Cái này các bác chơi băng cối hay là chơi những dòng nhạc cổ thì nó là chấm hết rồi.
Đó, trưng bày rất là đẹp mà nghe thì con này chơi đa thể loại nhạc được. Đó, con này hàng Mỹ về bên em, về này em sẽ, các bác nào chốt bắt đầu em mới làm vỏ viết cho các bác để cho nó đẹp nhé. Đó, còn thùng của nó cũng là, nếu mà các bác nào thích để mộc nguyên bản thì em vẫn để nguyên mộc, còn các bác nào thích làm đẹp em sẽ làm đẹp còn nguyên bản đây. Hình thức của nó này. Đó. Con này 70W 8 ôm, dòng AS311, Sonic SA311. Đó. Thì đôi loa SA311 này em để cho các bác với giá 9 triệu đồng các bác nhá. 9 triệu đồng đôi này. Dòng một đôi loa cổ. Lưới căng rất là đẹp luôn. Đó. Sonic. Đấy, sử dụng bát 30. Em cũng chưa tháo bất kể một con ốc nào nên là em cũng không biết này, nhưng mà em nhớ không nhầm dòng này nó chơi dùng từ móng ngựa các bác nhá. Từ móng ngựa. Đó. Nên là nó thể hiện chất âm cổ thì cực kỳ tốt luôn, mà lưới căng của nó rất là đẹp. Thì đôi này tình trạng đẹp xuất sắc luôn, không một tì vết luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhìn màng loa của em là bên em về là đẹp không có một tì vết nào luôn, mà cực kỳ đẹp, lưới mắt cáo. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, các bác nhìn kỹ nhá, loa của em là đẹp xuất sắc luôn, không một tì vết nào nhá. Đó, từ tuyến loa. Tất tần tật, loa chét nhá, mang đẹp keng luôn nhá. Đó, đẹp keng luôn. Thì một đôi loa tuyệt đẹp em để cho các bác với giá chỉ có 9 triệu đồng thôi. Bằng một cái đôi bát 25 quả Pioneer, chứ bằng một đôi bát 25 quả Pioneer. Đó, chỉ 9 triệu đồng một đôi loa cổ mặt cáo cực kỳ là đẹp. Đó thì toàn bộ các bác nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại của em là 0917 838 969 nhá. Zalo của em là 0129984 8869. Địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Đó thì giá toàn bộ giá em vừa báo giá trên là em chưa bao gồm phí ship các bác nhá. Các bác lưu ý cho em là chưa bao gồm phí ship. Và các bác mua hàng thì mua loa thì vui lòng cọc trước cho em 1 triệu, và còn mua âm ni thì tối thiểu các bác cọc trước cho em 500 trên một sản phẩm. Thì các bác nào có nhà ý mà muốn mua một món nào thì cứ liên hệ cho em để em tư vấn. Và em đến xin được dừng video tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của em nhé. Em xin chào các bác.